Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay Hải đang có mặt tại chợ đầu mối thuộc tỉnh Bình Dương mọi người ạ. Mình bây giờ tiến vào bên trong để quay cho mọi người cùng xem ha. Ở đây là những đồ ăn, thức uống rất là rẻ mọi người ạ. Đây mọi người xem kìa, vịt thì chỉ có 55.000 kìa mọi người. Bây giờ mình sẽ tiến vào bên trong quay tất cả các mặt hàng ở trong chợ đầu mối này cho mọi người cùng xem ha. Chợ đầu mối đây là mấy đồ ăn rất là rẻ mọi người, rau này, hoa quả này rất là rẻ luôn. Hải cũng đi lại nhiều mà không thấy mà chợ nào mà nó rẻ như chợ đầu mối đây luôn đó mọi người ạ. Nghèo nhà mà có 50.000 một ký thôi mọi người. Còn phía bên là tôm này mọi người, tôm mấy cá này giá rất là rẻ luôn đấy, so với cái chợ ở chỗ Hải rất là rẻ mọi người ạ. Sáng sớm nay Hải đi khám phá của chợ này, Hải thấy rất là rẻ luôn so sánh với tiến chợ chỗ Hải nhé mọi người. Thì Hải sẽ đi lòng vòng đây kiếm mua ít đồ ăn đó mọi người ạ. Cái này là vịt mọi người, tất cả các mặt hàng ở đây rất là rẻ đấy mọi người. Bây giờ hạ cái ghế qua hàng rau mọi người ạ. Đây là hàng rau nhé mọi người. Đây còn phía này cũng là rau mọi người. Vào trong chợ này ồn ào ủ hết cả tai mọi người. Đi đâu cũng gặp mấy cái loa rồi ơi. Ủ hết cả tai luôn đó. Với lại được thịt bò mọi người, giá bán bắp bò 5.000 một ký mọi người, rất là rẻ luôn. Hôm nay Hải sáng sớm đi em mọi người, bây giờ Hải bỏ xe tiếp ngoài kia rồi, đi xe vào trong này chắc không được mọi người ạ. Bây giờ Hải cầm máy quay, bây giờ đi quay đây còn tắc cả đường đấy mọi người, kẹt đường luôn bởi vì đông quá mọi người ạ. Bây giờ Hải sẽ tiến vào bên trong quay cho mọi người xem tiếp ha. Bắp bò 70.000 một ký luôn.
này là nó rẻ hơn, ngoài bán ngoài đường chợ mắc á. Heo sạch nhà làm 50 ngàn. Heo sạch nhà làm 50 ngàn. Không. Quay dê nè anh, quay. Em chào anh nhá. Dê nè, đúng rồi. Nhà báo anh. Hả? Anh làm nhà báo à? Đi quay chơi rồi đó anh ơi. À quay chơi thì làm nhà báo. Bây giờ Hạ sẽ lên phí hết trên này để quay cho mọi người xem tiếp ha. Xem khám phá khu chợ đầu mối ở đây mọi người nhé. Wow mọi người thấy không? Heo có 50k kìa mọi người. 50.000 một ký nha mọi người. Quá là rẻ luôn. Bây giờ Hà sẽ qua bên kia quay cái hàng công càng cho mọi người xem, cũng quá là rẻ luôn đấy mọi người. Video của Hải đến đây cũng khá dài rồi mọi người ạ. Bây giờ Hải xin kết thúc video tại đây mọi người nhé. Mọi người thích video khám phá không ạ? Nếu mà thích video khám phá thì hãy đăng ký kênh và Hải xin một like nhé mọi người. Còn bây giờ Hải xin hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo mọi người ha.